Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều năm qua thì chương trình tình nguyện mùa đông đã góp phần không nhỏ trong việc giúp cho bà con vùng cao vượt qua những ngày đông giá rét. Từ những bộ quần áo ấm, tấm chăn dày đến những căn nhà nhân ái được góp sức bởi những tấm lòng thiện nguyện gửi đến những người có cuộc sống khó khăn này. Và ngày hôm qua 26 tháng 10 tại thành phố Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng, chương trình tuổi trẻ tình nguyện mùa đông năm 2014 đã chính thức được Trung ương Liên hiệp Thanh niên Việt Nam khởi động. Phong trào thi đua diễn ra từ ngày 1 tháng 10 năm 2014 đến ngày 28 tháng 2 năm 2015 với 4 nhóm nội dung: tiếp sức nông dân ổn định sản xuất, ứng phó rét đậm rét hại, tham gia khắc phục hậu quả lũ lụt, ứng phó thiên tai, tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe cộng đồng, tổ chức các hoạt động hỗ trợ chăm lo Tết cho gia đình chính sách, thanh thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và người nghèo. Mục tiêu sẽ khám chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tư vấn phòng chống các bệnh mùa đông cho 50.000 người dân có hoàn cảnh khó khăn, tập huấn các phương pháp sơ cấp cứu cơ bản, tư vấn dinh dưỡng trẻ em cho 5.000 người, xây dựng 50 nhà nhân ái, 10 nhà bán trú, vận động quyên góp 100.000 chiếc chăn quần áo ấm cùng với 100.000 tấn lương thực cho nhân dân và thanh thiếu nhi. Tại cuộc phát động, Trung ương Đoàn đã tặng 3 nhà nhân ái cho gia đình hội viên hội cựu thanh niên xung phong nghèo có giá trị 20 triệu đồng một nhà, cùng 2 nhà đại đoàn kết và trao nhiều xuất quà cho những gia đình khó khăn.